Sau đây là cập nhật tình hình dịch COVID trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 4 tháng 9 đến 13 giờ ngày 5 tháng 9. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 4 tháng 9 đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 64 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 42 ca bệnh đã cách ly tập trung, 13 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 8 ca trong khu phong tỏa, ca bệnh chưa cách ly khác 1 ca. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh 198 người. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày 39.658 lượt. Trong ngày đã tiêm 9.778 liều vaccine, cộng dồn đã tiêm 245.638 liều. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận huyện tính từ 13 giờ ngày 4 tháng 9 đến 13 giờ ngày 5 tháng 9. Quận Hải Châu có 19 ca mắc mới. Các phường Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1 không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Thanh Khê 23 ca mắc mới. Quận Sơn Trà 3 ca mắc mới. Các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây và Phước Mỹ không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Ngũ Hành Sơn 2 ca mắc mới. Phường Hòa Quý không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu 2 ca mắc mới ghi nhận. Quận Cẩm Lệ 15 ca mắc mới. Huyện Hòa Vang không có ca mắc mới. Các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại toàn thành phố có 15 xã phường 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.